Xin chào các bạn, mình đang ở làng Vũ Đại thuộc tỉnh Hà Nam. Bây giờ mình vào thăm nhà của cụ Bá Kiến. Chào chị. Chị cho em hỏi nhà cụ Bá Kiến. Dạ đây, em là người quản lý. À đâu, vâng vâng. Cả kho và tại căn nhà và cơ sở nhà em đang kho cá, khách đang ở. Tí nữa em vào thăm quan luôn được không cơ? Vâng vâng. Đi về cùng với mấy người đang ở đây. Vâng vâng. Rồi nó vào thăm nhà đây chứ. Đây nhà của cụ Bá Kiến trong tác phẩm nổi tiếng của Nam Cao. Của Nam Cao. Ngôi nhà này hơn 100 năm đúng không chị? Dạ vâng. Đấy, anh vào đây em giới thiệu anh nghe. Tí nữa đi về cùng với hai chị này về cơ sở nhà em. Hai chị cũng đang về cơ sở nhà em đặt cơm. Anh có nhu cầu ăn cơm không? Không, em ở ngay Nam Định đấy. Vâng. Ôi, này toàn gỗ lim đúng không? Em giới thiệu ngôi nhà của cụ Bá Kiến cho anh nghe. Ngôi nhà của cụ Bá Kiến trước đây là gồm có 3 dãy nhà. Và đây là dãy nhà chính, còn 2 dãy nhà ngang hai bên cạnh quay vào nhau thành hình chữ U. Và trước là lối đi bên tay phải, nhưng trong quá trình nhiều năm thì 2 dãy nhà ngang xuống cấp. Thì các bác gia chủ trước là bác tháo dỡ đi rồi, là chỉ còn ngôi nhà chính như thôi. Nhưng ngôi nhà chính này là còn tương đối nguyên vẹn, chỉ có bác gia chủ trước là bác cắt lại 2 cửa sổ cho nó to ra và chắt lại cái lớp bóng ngoài với anh ạ. Còn hiện nay ngói chưa bị đặt lại lần nào. Còn những đời gia chủ ở ngôi nhà này từ trước đến nay là cụ Cựu Hai, người khởi dựng ngôi nhà này đầu tiên. Cụ là một người lái buôn giàu có nhất ở cái huyện Lý Nhân này đấy. Sau đó là cụ cho con trai là ông Vi Sầm và ông Vi Cát là con cụ Sầm. Nhưng đến đời ông Vi Cát thì thiếu nợ với ông Vi Bính cho nên là phải bán nhà đi để trả nợ. Và ông Vi Bính này quê chúng em thường gọi là ông Chánh Bính, bởi vì ngày xưa ông là một chánh tổng. Sau đó ông được lên một chức vị nữa là nghị viên Bắc Kỳ, là tương đương với đại biểu quốc hội của mình bây giờ đấy anh ạ. Và ông Trần Duy Bính này là nhà văn đặt cho là Trần Bá Kiến anh nhá. Ông Trần Duy Bính này. Vâng, là ông Bá Kiến. Sau đó là phụ cho con trai là ông Duy Tảo. Và ông Duy Tảo này là ông Lý Cường đây. Nhưng ông Lý Cường ở ngôi nhà này không được bao lâu thì ông lại phải bán ngôi nhà này đi, bởi vì ông đam mê cờ bạc, mong đánh mỗi một canh bạc mất một ngôi nhà này luôn. Lúc đó là ông bán được 450.000 đồng Đông Dương, tương đương với 20 cây vàng đấy ạ. Sau đó là ông Hậu ông đi Việt Kiều về thì ông mua được ngôi nhà này. Nhưng ông Hậu qua đời thì không con cái gì, ông lại cho ông Hòa là cháu đây. Khi ông Hòa qua đời, vợ con tháo dỡ ngôi nhà ngang bên tay phải đi thì nhà nước biết tin được. Ở năm 2007 là nhà nước mua với giá là 700 triệu đồng. Bây giờ là thuộc quản lý của nhà nước. Vâng, nhưng mà ngày đó thì nhà nước cũng nhờ nhiều người trông nom chị ạ, anh ạ. Nhưng mà không ai chịu trông nom bởi vì trông nom không có lương lậu gì đâu. Nhưng mà nhà em có ngày truyền thống đá thì nhà nước còn này, đây là cả kho của chúng em luôn nha nhá. Đây là cá trắng đen đặc sản của nước ngọt, là 500.000 một niêu, là được 2 cân cá tươi. Ôi, một nồi, một niêu 2 cân rồi. Vâng, còn đây là niêu cá giếc anh nhá. Cá giếc là có 300.000, cá giếc kho với thịt ba chỉ. Và đây là trứng gà tre, là có 23.000 một chục. Và đây là trứng pha trọi là 33.000 một chục. Chỗ này 30 quả là 100.000, và chỗ này 50 quả là 115.000. Em tham quan tí. Cái này toàn một gỗ lim hết. Vâng, toàn bộ gỗ lim xanh Thanh Hóa anh ạ. Ngôi nhà này giờ là còn 3 gian được cơ. Vâng. Trước các cụ bỏ 3 gian và 2 trái, nhưng nhà cụ có điều kiện là cụ làm 3 gian và 2 dãy nhà ngang này. Thank you.
xong rồi cụ ra còn vườn đằng trước, vườn đằng sau nữa thôi anh ạ. Nhưng mà nhà nước cho chúng em trồng, nhưng chúng em không trồng trọt cả thì em cho cái bác đang đào đấy, bác ấy trồng. Và chúng em bán hộ bác ấy ngay tại đây luôn. Táo, ồ, chuối, củ từ. Kinh, cái ngói này vẫn nguyên bản, chưa sửa chữa gì không? Những cái tấm này phơi nắng. Đấy, người ta gọi là cái dại cửa anh ạ. Nhưng mà vẫn từ ngày ở đến giờ đấy anh ạ. Toàn bộ gỗ lim mà, nên rất chi là bể. Này là phơi nắng mà nó cũng chịu rồi. Ngôi nhà 100 tuổi, cột khá to, đường kính khoảng 30 phân, bằng lim, cửa lim hết. Ngôi nhà được xây dựng vào năm Giáp Thìn 1904, nằm trên khuôn viên với diện tích gần 900 m². Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ truyền dân tộc, bộ khung bằng gỗ lim với 3 gian rộng gồm 4 hàng cột với 16 cây cột gỗ lim, có kê chân đá tảng. Đây bộ salon, bộ này thì là chắc không phải cổ, nhìn gỗ lim ngày xưa, cột gỗ lim. Đấy, nhìn từng cánh cửa. Cái video thăm nhà cụ bà Kiến mình xin kết thúc ở đây nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vì nhà cụ bây giờ còn nhỏ quá, chỉ có 3 gian thôi, nhưng mà toàn gỗ chất ngày xưa đấy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Rất cảm ơn các bạn.